Sáng ngày 13 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng tập huấn kỹ năng số cho tổ đề án 06 và công nghệ số cộng đồng năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu của quận có đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, cùng dự có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo và tổ đề án 06 quận, đại diện các phòng ban đơn vị thuộc quận, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Viễn thông 3 VNPT Hải Phòng. Hội nghị cũng được kết nối điểm cầu các phường trên địa bàn quận. Các đại biểu được hướng dẫn cài đặt, tạo tài khoản và sử dụng ứng dụng VSSID. Đây là ứng dụng bảo hiểm xã hội số, tiến tới thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội, có nhiều tính năng tiện ích phục vụ các nhu cầu thông tin thiết yếu như thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm, thông tin liên quan đến quá trình đóng hưởng bảo hiểm sổ khám chữa bệnh. Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu bản đồ số Hải Phòng City Tour ra mắt đem lại trải nghiệm du lịch tốt hơn cho du khách khi đến Hải Phòng. Thông qua buổi tập huấn, các thành viên của Tổ công tác đề án 06 và công nghệ số cộng đồng được nắm vững nền tảng công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội số trên địa bàn thành phố.